Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị các bạn đến với khóa học mới nhất của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Đó là khóa học chọn bộ bí kíp kinh doanh cho quán cà phê, đồ uống và quán trà chanh. Đặc biệt là tôi sẽ tập trung vào mảng trà chanh. Đây là một trong những cái mô hình đồ uống mới nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, rất nóng trong khoảng một năm rưỡi trở lại đây. Tất nhiên các bạn hoàn toàn có thể áp dụng những cái quy trình, những cách thức, những cái bí quyết quan trọng này trong cái tất cả những cái ngành hàng F&B, đồ uống nói chung và cà phê và trà chanh nói riêng. Vâng, chọn bộ bí kíp kinh doanh trà chanh và đồ uống là một cái khóa học mà tôi đã ấp ủ và nghiên cứu bấy lâu. Nhìn thấy sự thành công và sự chuyển mình rất lớn của mô hình trà chanh, cho nên tôi đã quyết định ghi âm cái bộ video này, ghi hình cái bộ bài học này để chia sẻ những cái kiến thức, những cái bí quyết cho các anh chị và các bạn, đặc biệt là những cái anh chị và các bạn học viên ở các tỉnh xa, ít có điều kiện lên Hà Nội hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh để học tập từ những cái chuyên gia hàng đầu. Thì những cái video như thế này sẽ giúp cho các anh chị tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm được cái rủi ro trong quá trình đầu tư của mình. Nếu như các anh chị mà muốn mở một cái quán đồ uống gọi là F&B, đúng không ạ, Food and Beverage, hay là một cái quán cà phê, hay là một cái quán trà chanh, thì các anh chị hoàn toàn có thể sử dụng được những công thức này. Vâng, một lần nữa xin được chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học này. Đầu tiên, bài học thứ nhất là bài học giới thiệu về chương trình học, giới thiệu về giảng viên, giới thiệu về những người nên học và chúng ta có thể học được những cái gì. Được chưa ạ? Thứ nhất là chúng tôi muốn giới thiệu với các anh chị về chương trình học. Vâng, chương trình học thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn những cái bí quyết thành công khi mà kinh doanh trà chanh nói riêng, quán đồ uống nói chung. Đó, rồi thì những cái câu hỏi là chúng ta có nên kinh doanh trà chanh hay không? Bởi vì thời điểm tôi ghi hình cái video này là đầu năm 2020 rồi, nó cũng đã diễn ra được một năm rưỡi đến 2 năm rồi, trong cái thời kỳ hot nhất của trà chanh. Nhưng bây giờ trà chanh vẫn đang là trà lưu rất là hot. Trà sữa thì đang bị đi xuống, đúng không ạ? Trà chanh thì đang đi lên. Mà các bạn biết đấy, trà sữa cũng được 4-5 năm trời chứ không phải ít đâu. Ok, thì chúng ta vẫn còn rất nhiều các cơ hội nữa. Đó, sẽ trả lời cho câu hỏi có nên kinh doanh hay không, có hoặc không và tại sao, tôi sẽ giải thích. Đúng không ạ? Lựa chọn những cái địa điểm kinh doanh như thế nào, bí quyết để lựa chọn địa điểm kinh doanh tại thành thị, bí quyết để lựa chọn kinh doanh tại các cái địa phương nông thôn hay là những cái vùng khác nữa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tự mở quán trà chanh, quán đồ uống của chúng ta, hay là chúng ta sẽ nhận nhượng quyền, tự làm hay nhượng quyền, có gì hay, có gì khác biệt, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn để các anh chị và các bạn có thể nắm được những cái điều đó, đúng không ạ? Những cái ưu điểm, những cái nhược điểm của từng cái mô hình và cách thức đó. Thế rồi nếu như mà chúng ta mà làm nhượng quyền thì chúng ta sẽ làm gì, quan tâm điều gì, mà chúng ta tự làm thì chúng ta làm những cái gì? Nếu như chúng ta tự làm thì chúng ta sẽ phải thiết kế thương hiệu, bộ nhận riêng thương hiệu, bao gồm ví dụ như là logo, rồi thì màu sắc chủ đạo, rồi thì đồng phục nhân viên, rồi thì các cái bảng biểu vân vân, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn, được chưa ạ? Vâng, rồi thì chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn phong cách, rồi thì thiết kế, rồi thì thi công nội thất cho quán. Bởi vì cái quán nó có đông khách, nó có thu hút được hay không là phụ thuộc rất nhiều vào cái phong cách, rồi cái thiết kế nội thất, ngoại thất và cái sự tiện dụng của cái quán đó, đúng không? Chúng ta nên làm như thế nào thì tôi cũng hướng dẫn. Tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị và lập một cái bảng Excel ước tính các cái chi phí đầu tư cho một cái quán trà chanh hoặc là cho một cái quán cà phê hoặc là một cái quán đồ uống nói chung. Nó gồm những cái khoản gì, chi phí gì, ví dụ như là chi phí thuê, chi phí đặt cọc, đúng không ạ? Chi phí thi công nội thất, chi phí thiết kế nội thất, đấy, rồi mua bán đồ dùng trang thiết bị vân vân và mây, các phần mềm bán hàng, rồi thì các cái thiết bị POS là cái phần mềm, các cái máy phần cứng để bán hàng, các cái đồ dùng phụ tiện khác như là camera hay khăn hay là những cái đồ lặt vặt, đúng không? Chi phí tuyển dụng nhân sự, quảng cáo truyền thông, khai trương vân vân, kiểu như vậy. Rồi thì tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị nên sử dụng các cái nguồn vốn đầu tư như thế nào, vốn tự có, vốn đi vay, vay ngân hàng, vay tín dụng cột điện, hay là
cái vốn góp của cổ đông, nếu mà cổ đông thì như thế nào tôi cũng hướng dẫn cho các bạn đó. Tính các cái điểm hòa vốn để mình có thể cân nhắc xem là chúng ta có thể nên làm hay không nên làm, bởi vì là với những cái địa điểm mà chúng ta có cái vốn đầu tư lớn thì chúng ta cũng rất là rủi ro, thì chúng ta cũng nên cân nhắc và chúng ta cần phải quyết định cái điều đó sau khi chúng ta đã tính được cái điểm hòa vốn và đổi ra được bao nhiêu bill, bao nhiêu khách hàng mỗi ngày, vân vân. Chúng ta nên menu gọi là thực đơn đồ uống, đồ ăn vặt như thế nào, chúng ta tự học hay chúng ta thuê bartender hay là chúng ta mua công thức, thì nó mỗi cái nó cũng đều có ưu và nhược điểm. Chúng ta nên mua sắm đồ dùng như là nội thất, bàn ghế, các cái máy móc pha chế, giá kệ, rồi thì nguyên liệu như thế nào tôi cũng hướng dẫn cho các bạn để các bạn từ đó các bạn có thể biết cách làm rất là tốt. Các cái vấn đề pháp lý trong quá trình kinh doanh một cái tiệm đồ uống, một quán cà phê, và đặc biệt là trong video này liên quan đến trà chanh đúng không, thì chúng ta gồm những cái giấy tờ gì, đăng ký kinh doanh rồi thì xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy vân vân, tôi cũng hướng dẫn cho, bởi vì tôi là có 2 bằng đại học luật luôn, tôi có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế về kinh doanh và tôi cũng có bằng thạc sĩ về luật, nên tôi có thể tư vấn cho các anh chị và các bạn. Đấy là cái sự khác biệt rất lớn của tôi khi mà tôi giảng dạy những cái chương trình đào tạo như này so với các cái giảng viên khác đúng không? Rồi, đấy, tuyển dụng đào tạo nhân sự, cách thức tuyển dụng, cách thức đào tạo, cách thức trả lương tôi cũng hướng dẫn để cho các bạn nắm được đúng không? Thì đấy là một số những cái gợi ý mà tôi muốn chia sẻ cho các anh chị, hướng dẫn thực hành như thế nào, tạo các quy trình như thế nào, cam kết chất lượng và dịch vụ như thế nào đúng không? Thì tôi cũng sẽ chia sẻ trong cái bài học này. Một cái bộ khóa học có dài khoảng 25 video, mỗi video tôi sẽ dự kiến quay từ 10 đến 15 phút, rất là dài và công phu kỹ lưỡng, chứ không phải như là những người ta cắt ra những cái video 2-3 phút thì người ta bán, thì nói thật là tôi cũng không đánh giá cao, bởi vì 2-3 phút thì chỉ chào hỏi đã hết rồi thì còn nói được cái nội dung gì nữa đúng không. Các cái bài học của thầy Phan Anh luôn luôn có cái thời lượng là ít nhất là phải 15-20 phút khoảng khoảng đó thì nó mới quan trọng. Giờ làm khai trương như thế nào, chạy thử khai trương như nào, truyền thông khai trương như nào, tôi cũng hướng dẫn cho các anh chị. Nếu như các anh chị chưa có quán thì mình phải đầu tư như vậy. Còn nếu các anh chị có quán rồi, bây giờ làm nào để duy trì, làm nào để phát triển, làm nào giữ chân khách hàng, làm nào để tránh cái việc là chúng ta lại bị đi xuống giống như trà sữa. Nếu như chúng ta đang làm trà chanh và sau trà sữa thì là trà chanh, thế sau trà chanh thì là trà gì? Thì chúng ta cần phải biết cái điều đó, đúng không? Vâng. Chúng ta làm truyền thông trước khai trương, chúng ta làm buổi khai trương, chúng ta làm quảng cáo, chúng ta làm marketing hàng ngày, chúng ta chăm sóc khách hàng, chúng ta phát triển hệ thống nhượng quyền, hoặc là chúng ta tìm kiếm những cái cơ sở kinh doanh mới. Thì đó là toàn bộ khoảng 25 cái bài học. Mỗi bài học tôi dự kiến dao động từ 10, 15, 20 phút, bình quân nó sẽ rơi vào khoảng 15 phút cho các anh chị và các bạn, để tôi nói liên tục như thế này. Kèm theo là tôi cũng sẽ tặng cho các anh chị và các bạn những cái tài liệu mà tôi đã viết ra rất là công phu, rất là kỹ lưỡng, một cái tài liệu bản Word từng slide slide cho các anh chị nữa để các anh chị theo dõi cho nó tiện dụng. Và ngoài ra nếu như các anh chị gặp bất kỳ vấn đề gì về kinh doanh, về doanh số, về bán hàng, về quảng cáo và phát triển cái ngành hàng F&B của mình nói chung và trà sữa, trà chanh, và đặc biệt là cái khóa học này là nói về trà chanh, thì các anh chị cứ liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi để được tư vấn và trợ giúp, được chưa ạ? Vâng. Đấy là cái nội dung thứ nhất là tôi nói về nội dung của khóa học, đúng không ạ? Nghe rất là hấp dẫn, rất là thú vị, rất là quan trọng. Trong đó có những cái lời khuyên mà cực kỳ giá trị. Bởi vì các bạn làm đúng cái lời khuyên này các bạn sẽ kiếm được tiền, mà các bạn làm không đúng cái lời khuyên này các bạn có thể sẽ bị mất rất nhiều tiền. Đúng không? Tôi có một cô học trò, cô ấy mở một cái quán trà chanh mới thôi. Cách đây cũng chỉ khoảng độ 7-8 tháng thì tôi không để ý lắm. Thì tôi thấy post lên Facebook cá nhân thì cô kết bạn với tôi. Thế thì tôi có vào tôi hỏi cái quán trà chanh cô nhận nhượng quyền của một cái thương hiệu lớn, tôi không tiện nêu tên đó. Thế thì cô ấy đầu tư, tổng số tiền đầu tư cho cái quán trà chanh đó là 500 triệu, 500 triệu bao gồm là tiền đặt cọc thuê nhà, tiền thuê nhà đúng không ạ, rồi thì tiền sang sửa cửa hàng, sắm nội thất, bảng biểu, biển hiệu đúng không ạ, rồi thì làm mua máy móc, rồi thì làm những cái đồ dùng nguyên liệu, cốc chén bàn ghế vân vân, rồi thì trả tiền nhượng quyền đấy, rồi thì làm luật làm lá, rồi thì đăng ký kinh doanh này nọ. Bạn ấy bảo là em đầu tư 500 triệu nhưng chỉ đúng 4 tháng kể từ ngày khai trương
em hoàn gốc 100% và bây giờ mỗi một tháng em lãi bình quân từ 80 đến 90 triệu. Cô ta bán trà chanh tại một địa điểm rất là đông khách ở trên đường Nghĩa Tân ở Hà Nội. Vâng, thì tất nhiên địa điểm, cách thức, công thức như thế nào và cách làm như thế nào tôi sẽ kể lại câu chuyện đó, tôi sẽ chia sẻ bí quyết. Kiếm tiền cũng rất là tốt đúng không ạ? Bây giờ một tháng lời 80 đến 90 triệu, thế tại sao 500 triệu lại hòa vốn trong 4 tháng? Nghe rất vô lý đúng không? Những tháng đầu tiên lợi nhuận cao hơn bởi vì sức hút nó mạnh. Dù vì mình làm khai trương, mình có khuyến mại, mình có nhiều chiêu trò. Đấy, thì lúc đó nó sẽ đông khách, còn bây giờ thì mình kém hơn. Nhưng nói chung 80 đến 90 triệu tiền lãi ròng sau khi trừ đi hết chi phí là rất tuyệt vời. Mà trên cái khoản đầu tư 500 triệu tính ra như thế, lợi nhuận ròng trên một tháng cũng rơi vào gần 20% rồi. Mà 20% một tháng mà nhân với 12 tháng trong năm thì lợi nhuận ròng như thế lên tới 200 đến 240% một năm là cực kỳ tuyệt vời. Có đúng không ạ? Cực kỳ tuyệt vời luôn. Mà bây giờ 4 tháng đã hoàn gốc rồi thì bây giờ chỉ có là lãi, lãi, lãi và lãi. Kể cả sang nhượng lại cửa hàng vẫn lãi. Đúng không? Ok. Nội dung số 2. Thầy Phan Anh là ai? Để ra nội dung số 2. Thì xin phép được giới thiệu nhanh gọn với các anh chị và các bạn. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, tên đầy đủ. Là giảng viên đại học trường học thương mại, giảng dạy từ trường thương mại từ năm 2008 tới nay. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi đã học 5 trường đại học, bao gồm là trường đại học Hà Nội, đại học thương mại, đại học Nice Sophia Antipolis của Pháp, đại học luật và thạc sĩ luật, đúng không ạ? Nhưng tôi chỉ tốt nghiệp có 4 trường và một trường tôi không thể tốt nghiệp, đó là trường đại học Hà Nội. Tuy nhiên tôi cũng có chứng chỉ IELTS quốc tế với điểm số tốt để có thể đủ giao tiếp, để có thể nói chuyện và dịch các tài liệu thoải mái, được chưa ạ? Tôi cũng đã viết 4 đầu sách về kinh doanh và marketing, Facebook marketing vân vân. Thì đây là một cái đầu sách tôi giới thiệu với anh chị và các bạn trong số 4 cái đầu sách tôi đã xuất bản. Và trong năm 2020 thì tôi sẽ dự kiến sẽ xuất bản ít nhất 10 đầu sách nữa, tương đương với 3 bộ sách. Và tôi đã ký hợp đồng với nhà xuất bản rồi, sẽ rất là tuyệt vời. Và tôi giảng dạy cho đại học từ 2008 và tôi giảng dạy cho doanh nghiệp từ 2010 tới nay, cũng là 10 năm rồi. Giảng dạy cho hàng nghìn các cái doanh nghiệp lớn nhỏ và khoảng 50.000 những người đã theo học tôi, học trực tuyến các khóa học như thế này trên Kina, Edumo, Topica, Unica, Udemy vân vân. Đó là một cái uy tín rất là lớn để tôi có thể khẳng định với các anh chị và các bạn. Tôi cũng đã chi tiêu cho Facebook và Google hàng triệu đô la tiền quảng cáo, đã tư vấn cho cũng rất là nhiều các cái cửa hàng, nhà hàng F&B trong cái lĩnh vực này. Vâng, tôi có thể chia sẻ một số những cái thông tin cá nhân của tôi như vậy để các anh chị và các bạn có thể yên tâm mua cái bộ video này và xem. Đúng không ạ? Nó chỉ mất có vài trăm nghìn thôi nhưng mà chúng ta có thể học được rất nhiều và tiết kiệm được rất nhiều. Nếu như chúng ta đầu tư sai, chúng ta mất cả 300 triệu, 500 triệu. Nhưng nếu chúng ta đầu tư đúng thì chúng ta có thể có lợi nhuận rất tốt, giống như là cái trường hợp tôi vừa nói. Được chưa ạ? Vâng, nội dung số 3 là những ai nên học cái khóa học này. Đúng không ạ? Đây là một cái khóa học hướng dẫn chọn bộ bí kíp kinh doanh dành cho trà chanh, quán cà phê và các kinh doanh đồ uống nói chung. Đặc biệt là nhấn mạnh vào trà chanh, thì những cái khác chúng ta có thể áp dụng tương tự. Thế thì những người mà chuẩn bị có ý định kinh doanh, đang có tiền chuẩn bị làm kinh doanh, mở một cái quán cà phê, mở một cái quán trà chanh, những người mà đang kinh doanh trà chanh hoặc là đang kinh doanh cà phê rồi, chúng ta cũng nên xem để xem là chuyên gia tư vấn cái gì, có học hỏi được cái gì thêm không, đúng không ạ? Và đặc biệt là những người mà làm marketing cho các cái nhà hàng, làm marketing cho hàng quán. Và cái khóa học này thì có cái thiên hướng tập trung hơn cho những người mà chuẩn bị mở quán trà chanh, mở quán trà sữa, mở quán cà phê, mở quán đồ uống thì học là chuẩn nhất. Ok, rồi, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị các bạn và xin hẹn gặp lại anh chị các bạn trong các video bài học thực tế tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Bye bye.